e lời khuyên răn của đức thế tôn tổng kết về tưởng ấm kinh văn a nan đương tri thị thập trùng ma ư mạc thế thời tại ngã pháp chung xuất gia tu đạo hoặc phụ nhân thể hoặc tự hiện hình giai ngôn dĩ thành tránh biến chi giác việt dịch a nan nên biết trong thời mạt pháp mười thứ ma ấy hoặc xuất gia tu tập theo giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau, chúng đều tự xưng đã thành bậc tránh biến tri giảng dạ, a nên biết đặc biệt trong thời mạt pháp mười thứ ma ấy những thứ xuất hiện trong mười cảnh giới ma liên quan đến tưởng ấm hoặc xuất gia tu tập trong giáo pháp của như lai hoặc chúng gá vào thân người ma vương có thể gá vào thân người khác hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau nó có thể biểu diễn thần thông như ma vương và hiện ra đủ loại hình dạng nó có thể hiện ra phật bồ tát a la hán hoặc người ở cõi trời ma vương có thể hiện ra bất kỳ hình dạng nào. Chúng đều tự xưng đã thành bậc tránh biến chi. Chánh biến chi là một trong mười danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật là người có đầy đủ tránh chi và biến chi. Chánh chi nghĩa là biết rằng tâm bao hàm vạn pháp và biến chi nghĩa là biết rằng vạn pháp đều chỉ là tâm. Khi mọi người có được sự hiểu biết chân tránh đích thực như thế thì người ấy sẽ được thành Phật thành một bậc tránh biến chi. Thiên Ma ngụy tạo cho mình là Phật và giả tạo tuyên bố đã đạt được tránh biến chi, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập niết bàn, ngài triệu tập các ma vương lại và dạy: "Các ông từ ngay bây giờ phải an trú trong giới luật, chớ nên hủy phạm." ma vương đáp lời thế ngài muốn chúng tôi thực hành theo giới luật ngài chế ra được thôi đến thời mạt pháp tôi sẽ đắp y của ngài ăn thực phẩm của ngài rồi đại tiện vào trong bình bát của ngài lời nói đó có nghĩa là chúng nó sẽ hủy phạm giáo pháp từ ngay bên trong khi đức phật nghe như thế đức phật bảo thế thì chẳng còn cách nào cứu giúp được cho các ông phương cách hành xử của các ông quá độc ác và tàn hại nên nói rằng trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử có nghĩa là trong thời mạt pháp ma thì mạnh và pháp thì yếu do vậy người tu hành phải rất cẩn trọng ma vương giống như loại gì Thông thường nó khác hẳn với mọi người, nó có ma khí bên trong, có một số hiện tượng, khác thường nó biểu hiện ở bên ngoài để chứng tỏ nó là ma vương. Kinh văn Tán thán dâm dục phá Phật luật nghi, tiên ác ma sư, giữ ma đệ tử, dâm dâm tương truyền, như thị tà tinh, mị kỳ tâm phủ, cận tắc kiểu xanh, đa du bách thế, linh chân tu hành, tổng vi ma quyến. Việt dịch chúng nó khen ngợi dâm dục. Pháp luật nghi của Phật chế, thầy trò ma truyền dạy nhau về dâm dục, tinh thần tà vậy như thế, mê hoặc tâm ý người tu hành. Trải qua ít nhất chín đời, nhiều thì cả trăm thế hệ, khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. Giảng dạ, chúng nó khen ngợi dâm dục, bằng cách nào mà ta có thể kết luận người đó là ma? Đó là ma thì không bao giờ tán thán phương pháp tu hành chân chánh, nó tán dương dâm dục và công khai tuyên truyền việc dâm dục phá hủy luật nghi phật chế nó nói giới luật của phật thật là vô dụng đừng giữ làm gì giới luật ấy chỉ để cho hàng đệ tử tiểu thừa thực hành mà thôi còn chúng ta là hàng bồ tát đại thừa nên chẳng cần giữ gìn làm gì thầy chó ma đệ tử của ma vương truyền dạy nhau việc dâm dục họ thực tập việc dâm dục với nhau và khen ngợi việc ấy nói rằng đó là pháp môn vi diệu tuyệt vời nhất lý chân không diệu hữu đều ở ngay trong đó tinh thần tà vậy như thế đó là tán dương dâm dục mê hoặc tâm ý người tu hành do vì tâm ý của người tu hành đã bị tà ma gá vào mê hoặc rồi họ đắm mình trong dâm dục và công khai tán dương họ làm tất cả chuyện ấy vì ma đã chiếm đoạt làm chủ toàn bộ tâm ý. Trải qua ít nhất chín đời, nhiều thì cả trăm thế hệ, khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. Ít nhất là trải qua chín đời. Đời có nghĩa là sao? Có phải là khoảng thời gian sống của một người từ khi sinh ra đến khi chết đi không? Không phải mà còn hơn thế nữa đó là một thời gian khoảng 100 năm. Do vậy, 9 đời là 900 năm và nhiều nhất là trải qua 100 thế hệ. Một thế hệ là 30 năm, 100 thế hệ là 3.000 năm. Người tu hành chân chính bị lạc vào quyến thuộc ma vương ít nhất là 9 đời, 900 năm, lâu nhất là 100 thế hệ, 3.000 năm.